Đây là những lần tình cờ phát minh nhưng mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống. Phần 1, 2, 3 có thể bạn chưa biết. Vào năm 1943, Richard James, một kỹ sư hải quân, khi ông đang nghiên cứu bộ phận của con tàu thì vô tình đánh rơi bộ lò xo. Và sau đó thì món đồ chơi Slim Kai nổi tiếng khắp toàn cầu cho đến tận ngày nay. Vào năm 1880, Pemberton, một dược sĩ, đã tạo ra một loại siro làm từ rượu văn pháp và chiết xuất coca, gọi là coca rượu văn pháp. Đến năm 1885 thì chính quyền cấm bán rượu. Ông bỏ thành phần rượu vang, thêm vào đó nước có ga. Ông gọi đó là một loại thuốc uống chống đau đầu mệt mỏi, nhưng cả thế giới đã có một cái tên khác, một loại nước giải khát nổi tiếng được ra đời.